Nhắc kỳ gióng nổi ngày mùng 16 tháng 8, chủ đề là du lịch ở Vũng Tàu. Du lịch ở Vũng Tàu là tu gì? Từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu, tôi đã du lịch với xe buýt từ Vũng Tàu từ thành phố Hồ Chí Minh đến Vũng Tàu là 92 km. Tôi đã đi Vũng Tàu từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã sử dụng xe buýt để đi đến Vũng Tàu. 2 giờ từ về đến Vũng Tàu. Ô Vũng Tàu tôi xuống ô Cát Trắng gần biển. Vũng Tàu là dài biển dài. Tôi đã đi kêu văn em tôi đã cấp tấm vé tên anh ơi là Trung chúng ta đi biên chúng ta làm lục sống ở biên tôi đã đi Vũng Tàu gần Côn Đảo. Tôi đã đi kéo như dán biển với và tu viết khi chúng ta về đến thành phố Hồ Chí Minh tôi sử dụng chuyến Vũng Tàu, từ Vũng Tàu đến thành phố Hồ Chí Minh, chuyến ô sông sông Sài Gòn, sông Sài Gòn là dài, sông dài, như chuyến như Trần Viên. Trái cây như trái cây hình sống du khách đi đến thành phố Hồ Chí Minh bộ vô vàng xoài
Nhà chiều chuồng những đôi nổi dậy mình sau tầng tầng. Chủ đề là chữ già chung thể tại những tầng. Đã từ tầng tô thăm phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo, tôi đã chú ý đến chuyến xe buýt từ Côn Đảo. Hôm các từ thăm phố Hồ Chí Minh đến Côn Đảo là 12 km. Tôi đã đi Côn Đảo từ thành phố Hồ Chí Minh. Tôi dùng chuyện tôi để đi đến đến ông Thảo của tôi ô Côn Đảo. Tôi xuống xe tại bên Thanh Nhật. Côn Đảo là một địa điểm bên biển của và tôi đã ghé qua chiều và sắp tối. Tôi là để tâm đến Việt Nam tàu để chi chi quốc dụng ở trên đi ô Côn Đảo. Tôi đã kể tâm Côn Đảo và đi tâm các gia đình nổi tiếng. Tôi cũng đã biết đến về các chuyện dùng từ vững sau đến thành phố Hồ Chí Minh. Thì tôi quay chỗ về thành phố Hồ Chí Minh. Tôi đã tay chặt như thú vị tại Côn Đảo. Từ Côn Đảo đến thành phố Hồ Chí Minh, tôi đã cảm như từ cách nhau mà chú cô phải khó khăn. Nhưng tôi đã khó khăn vượt qua. Côn Đảo là một nơi đẹp. Và tôi muốn có thể trở lại vào lần sau.